Hân hạnh mến chào các bạn đến với kênh giảng trực tuyến của tôi trên kênh YouTube. Hôm nay tôi lại quay lại cái chủ đề về các cái phương pháp dịch thể học. Tôi nhớ không lầm thì lần trước là tôi đã bàn với các bạn về cái chủ đề gọi là bias, tức là sai lệch trong cách chúng ta thiết kế nghiên cứu, trong cách chúng ta phân tích, rồi thậm chí sai lệch trong cái cách mà chúng ta công bố bài báo khoa học, nhân dân và nhân dân. Thì bài trước là đã bàn qua ba cái loại bias phổ biến. Cái thứ nhất gọi là selection bias, tức là sai lệch từ cách chúng ta tuyển chọn cái đối tượng nghiên cứu, tuyển chọn các đối tượng nghiên cứu. Sai lệch thứ hai nó gọi là immortal bias, có nghĩa là sai lệch về thời gian bất tử. Rồi cái sai lệch thứ ba cũng là sai lệch liên quan đến thời gian, nó gọi là lead time bias, tức là sai lệch về thời gian dẫn. Thì hôm nay tôi sẽ bàn đến một cái khái niệm khác cũng rất là quan trọng trong các cái nghiên cứu dịch thể học và nghiên cứu lâm sàng. Nó có tên là confounders, thì là số nhiều nha, gọi là confounding factors cũng được. Thì đây là một cái dạng sai sót, nhưng mà nó liên quan đến cái tính mà nhiễu thì đúng hơn. Do đó là confounders, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể dịch là các cái yếu tố nhiễu trong nghiên cứu lâm sàng và nghiên cứu dịch thể học. Thì đa số các cái công trình nghiên cứu về lâm sàng đó các bạn, khi mà tôi nói nghiên cứu lâm sàng là tôi nói chung cho nghiên cứu lâm sàng và nghiên cứu dịch thể học nha. Thì đa số các nghiên cứu như vậy là cái mục đích chính của chúng ta là tìm cái mối liên quan giữa nguyên nhân và hệ quả, hay là mối liên hệ nhân quả cũng được, là cause and effect relationship. Thì đa số các nghiên cứu là đều tập trung vào cái mục đích đó. Cái cause này là đôi khi trong dịch học chúng ta dùng cái chữ gọi là exposure, tức là biến phơi nhiễm, ví dụ hút thuốc lá chẳng hạn, ví dụ là điều trị chứ, thì gọi là exposure variable. Và cái outcome này là có thể là bệnh lý, có thể là một biến cố lâm sàng xảy ra trong cái quá trình mà chúng ta theo dõi. Thì đại khái rằng hoặc là dependent variable nếu mà nói theo ngôn ngữ thống kê, còn cái exposure nếu mà nói theo ngôn ngữ thống kê nó gọi là independent variable. Đại khái vậy. Nhưng mà chúng ta không có biết cái mối liên quan thật giữa cái exposure và cái outcome, tức là cái yếu tố nhiễu và cái yếu tố outcome. Chúng ta không có biết, chúng ta chỉ quan sát được thôi, nó gọi là observe relationship. Và chính vì cái cách mà chúng ta quan sát nó không có hoàn hảo, hiểu theo nghĩa là nó có thể bị lẫn lộn, là bị nhiễu bởi một cái biến số thứ ba. Thì cái biến số thứ ba đó nó thường hay có cái tên là confounder hoặc là confounding factor, có thể dùng cái hai chữ gì cũng được. Thì nói chung thì hai cái chữ này nó đều xuất phát từ tiếng Latin. Tiếng Latin gọi là confundia, confundia có nghĩa là mix up, tức là lẫn lộn. Tức là cái yếu tố thứ ba nó làm cho tình hình nó lẫn lộn. Và cái này các bạn sẽ thấy tại sao nó làm cho lẫn lộn. Bây giờ cái định nghĩa mà chuẩn về cái yếu tố nhiễu hay là confounder là như thế này, là nó nói rằng một cái yếu tố nhiễu là một cái biến số mà nó ảnh hưởng đến cả hai, nhấn mạnh là cả hai cái exposure và cái outcome, tức là nó vừa ảnh hưởng đến cái yếu tố nguy cơ, cái risk factor, mà nó lại ảnh hưởng đến cái outcome của cái bệnh. Do đó là vẽ một cách mô tả theo biểu đồ á, là đây là exposure, đây là outcome, đây là cái mối gọi là liên quan mà chúng ta quan sát. Giả sử như chúng ta quan sát là có cái mối liên quan, nhưng mà coi chừng cái liên quan đó là liên quan sai, nó có thật. Tại sao vậy? Tại vì nó có thể chịu ảnh hưởng bởi một yếu tố thứ ba là confounding factor. Cái yếu tố thứ ba này nó vừa ảnh hưởng đến exposure,
mà nó vừa ảnh hưởng đến cái outcome. Và nếu mà mình không có hiệu chỉnh cho cái yếu tố thứ ba này thì mình rất dễ bị sai lầm bởi cái mối liên quan giữa exposure và outcome. Ok, tóm tắt một ý chính rất là quan trọng. Yếu tố nhiễu là một biến số có thể ảnh hưởng đến cả hai biến exposure hay là yếu tố nguy cơ và biến outcome. Đó là yếu tố nhiễu. Các bạn có thể suy đoán, các bạn có thể hình dung ra rất nhiều các cái yếu tố trong nghiên cứu lâm sàng mà nó đúng với cái yếu tố nhiễu. Ví dụ trong trường hợp này, ví dụ như là nếu mà tôi muốn nghiên cứu cái mối liên quan giữa loãng xương và thoái hóa khớp, ví dụ thoái hóa khớp gối chẳng hạn, hai bệnh này nhiều người làm lắm nha, ngay cả bác sĩ cũng làm đó. Osteoporosis là một cái bệnh lý về chuyển hóa, nó liên quan đến loãng xương và nó được chẩn đoán dựa vào cái mật độ xương. Còn cái osteoarthritis khó hơn nhiều, là nó là cái bệnh liên quan đến cái khớp, chứ không phải là cái bone mass, không phải là cái bone density, nó liên quan đến cái khớp. Và thường thường là chẩn đoán phải dựa vào X-ray và các cái yếu tố mà lâm sàng. Ví dụ tôi muốn tìm hiểu cái mối liên quan giữa loãng xương và thoái hóa khớp. Và nếu mà tôi có, nếu mà tôi quan sát được cái mối liên quan đó thì coi chừng là tôi có thể sai. Là bởi vì có thể là độ tuổi nó giải thích cái mối liên quan đó. Tại sao vậy? Tại vì độ tuổi nó có liên quan đến loãng xương. Những người nào mà càng cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ á, thì cái nguy cơ mà họ bị loãng xương càng cao. Tương tự như vậy, những người nào mà càng cao tuổi á, thì cái nguy cơ mà họ bị thoái hóa khớp á, nó càng cao. Thành ra là cái mối liên quan mà chúng ta quan sát được giữa hai cái bệnh lý này có thể là chịu ảnh hưởng bởi cái yếu tố thứ ba, trong trường hợp này là độ tuổi. Mà nếu mà mình không có điều chỉnh cho độ tuổi á, là coi như là chúng ta dễ đi đến một kết luận sai lầm. Ví dụ trong trường hợp này, đây là một nghiên cứu ở Việt Nam mà chúng tôi thực hiện các bạn. Thì trong nghiên cứu này á, như tôi nói nãy là tôi muốn tìm hiểu cái mối liên quan giữa osteoporosis loãng xương và osteoarthritis OA, do các loại OA. Thì trong một cái mẫu nghiên cứu cũng tương đối lớn là 1.200, khoảng chừng 1.200 nữ phụ nữ Việt Nam, thì cái câu hỏi tôi đặt ra là có phải là những người mà bị loãng xương là cũng là những người có nguy cơ là mắc bệnh thoái hóa khớp cao hay không? Và nếu là như vậy thì loãng xương đó là một yếu tố nguy cơ của OA. Thì khi mà chúng ta phân tích, thật ra không phải tôi nhưng mà một em bác sĩ phân tích ở Việt Nam phân tích, thì em ấy phát hiện ra rất là thú vị. Em mới thấy rằng là cái tỷ lệ mà những người mà bị thoái hóa khớp, ở những người bị thoái hóa khớp, cái tỷ lệ mà bị loãng xương là 22%, 21.7, mà mình làm chẳng là 22%. Còn trong những người mà không bị thoái hóa khớp chỉ có 8% là bị loãng xương thôi. Thì khi mà em ấy báo cáo cái kết quả này là coi như là nhóm nghiên cứu rất là mừng, là bởi vì wow, coi như là mình phát hiện được mối liên quan cũng thú vị đây, mà trên thế giới thì người ta cũng ít khi nào quan sát được. Nhưng mà cứ ngồi xuống tôi nói nhưng mà em có hiệu chỉnh cho cái độ tuổi chưa? Bây giờ em ấy lúc đó thì chưa có hiểu được cái ý nghĩa của hiệu chỉnh có nghĩa là cái gì. Thành ra là tôi nói bây giờ em trình bày cho tôi xem cái độ tuổi ở những người mà bị thoái hóa khớp và những người không bị thoái hóa khớp ra sao. Thì cái slide kế tiếp đây thì cho thấy là ở những người mà bị thoái hóa khớp cái độ tuổi trung bình là 63, và ở những người mà không bị thoái hóa khớp trẻ hơn là 45. Như vậy thì ở đây độ tuổi là một cái yếu tố rất quan trọng. Bởi vì độ tuổi nó có thể ảnh hưởng đến loãng xương, mà độ tuổi rõ ràng là nó có ảnh hưởng đến cái nguy cơ mà bị thoái hóa khớp. Phải không? Đấy. Thành ra là khi mà em ấy làm một cái phân tích mà hồi quy logistic, em ấy hiệu chỉnh cho cái độ tuổi trong cái mô hình hồi quy logistic,
thì ông ấy không có phát hiện ra cái mối liên quan giữa loãng xương và thoái hóa khớp nữa, coi như là bài báo không công bố được, coi như là mình không phát hiện ra yếu tố gì mới, mình cũng giống giống như thế giới thôi. Như vậy thì các bạn thấy là đó là trong trường hợp này, nếu mà mình không có hiệu chỉnh cho cái yếu tố nhiễu là mình rất dễ dẫn đến cái kết luận sai sót, đúng không? Đây là một ví dụ khác nữa các bạn. Đây là một ví dụ, đây là một nghiên cứu về lương của các giáo sư ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ thì lương của các giáo sư mà giảng dạy thì thường thường chỉ 9 tháng thôi, thành nó đồng lương là 9 tháng. Tôi không nhớ rằng cái nghiên cứu này thực hiện vào năm nào, nhưng mà từ thập niên 90 rồi. Do đó là cái đồng lương lúc đó thì nó cũng không có cao như bây giờ. Thì như các bạn thấy ở đây là nó có ba loại giáo sư, ba 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 cấp bậc giáo sư bên Mỹ, đó là assistant professor tức là cấp thấp nhất, rồi associate professor mà Việt Nam chúng ta thường hay dịch là phó giáo sư đó. Nhưng mà thực ra cái chức danh phó giáo sư ở Việt Nam nó tương đương với chức này nè, nó tương đương với assistant professor. Và thế thứ nữa là cái giáo sư thực thụ tức là professor, tức là không còn cái chữ tính từ đằng trước nữa. Và nó có hai 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 cái lĩnh vực mà khoa học, một loại là nghiên cứu, một loại là lý thuyết. B như là sorry, B là ứng dụng, A là lý thuyết. Có một cái biến là cái số năm mà từ lúc mà họ tốt nghiệp bằng tiến sĩ, đa số các giáo sư Mỹ có bằng tiến sĩ, đa số chứ không phải tất cả nha. Và cái thời gian mà họ phục vụ trong đại học, ví dụ như người này là có chức vụ là giáo sư làm việc trong lĩnh vực là ứng dụng, khoa học ứng dụng, tốt nghiệp tiến sĩ là 19 năm, phục vụ cho đại học thời gian phục vụ là 18 năm, lương của ông ấy là gần 140.000 trong 9 tháng. Còn cái người thứ hai cũng là cùng chức danh vậy, cũng cùng lĩnh vực nghiên cứu, thời gian phục vụ thậm chí còn ít hơn, nhưng mà lương là lên đến 173.000 đấy. Còn assistant professor thì lương khiêm tốn hơn, phải không? Và có yếu tố nữa là giới tính nữa. Thành ra cái câu hỏi được đặt ra là nữ giáo sư là có phải là có đồng lương thấp hơn nam giáo sư không? Câu hỏi này tế nhị nha. Bởi vì nếu mà có là bây giờ là đó là thể hiện sự phân biệt giới tính, không chấp nhận được. OK, để mà trả lời câu hỏi này thì việc đầu tiên đơn giản là bây giờ mình tính là cái đồng lương trung bình cho nam và nữ, phải không? OK, vậy bây giờ mình làm thử cái coi. Thì ở đây các bạn thấy là tính cái, nếu mà mình vẽ cái biểu đồ hợp á, thì lương trung bình ở nữ giáo sư là khoảng chừng trên 100.000, còn ở nam á, là cao hơn. Thú vị hay. Và có những ông nam là lương rất là cao, lương nó 200.000, mấy ông này chắc bên khoa y rồi, bởi vì khoa y lương cao hơn. Còn mấy ông mà lương ở dưới này chắc là khoa lý thuyết rồi toán rồi này nọ là nằm dưới này. Thì cái biểu đồ này cho thấy không, wow, như là có sự kỳ thị thì phải. Nhưng mà để mình thử coi có đúng không, bây giờ mình làm cái thi test, làm cái thi test kiểm định thi. Kiểm định thi ấy, cho thấy đúng là như vậy, thì là lương ở nữ là 101.000, lương ở nam là 115.000, tức là cao hơn khoảng 5.000, đó. Và chỉ số P rất là có ý nghĩa thống kê, và thậm chí nó tính được cái khoảng tin cậy 95% cho mình luôn á, là lương có nữ giáo sư nó thấp hơn nam từ 5.000 cho đến 23.000. Wow, đó. Có ý nghĩa thống kê. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận là mình không thể nào kết luận là có kỳ thị gì ở đây đâu. Nhưng mà có thể là do cái thời gian mà họ tốt nghiệp từ lúc mà họ tốt nghiệp đại học, thành ra bây giờ mình thử xem cái thời gian mà từ lúc mà họ tốt nghiệp tiến sĩ cho mày đọc từ lúc tốt nghiệp tiến sĩ, so sánh giữa nam và nữ coi làm sao. Thì như các bạn thấy ở đây cái biểu đồ này cho thấy rằng là nam giáo sư là có cái thời gian mà tốt nghiệp tiến sĩ từ 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 lúc mà tốt nghiệp tiến sĩ nó cao hơn nữ. Tức là 16 năm, nữ là 16 năm, 16.5 năm, nam là gần 23 năm, và rất ưa có nghĩa thống kê. Nhưng mà chúng ta để thử coi nữa coi. Đây là cái mối liên quan giữa cái thời gian từ lúc tốt nghiệp tiến sĩ và đồng lương.
bất kể nam và nữ, phải không? Nữ ở đây là màu đỏ, nam là màu xanh. Như vậy thì các bạn thấy cái này nó cũng dễ hiểu thôi, là những người nào mà tốt nghiệp càng lâu á, thì đồng lương cũng cũng càng cao, còn những người nào mà tốt nghiệp mà gọi là dưới 10 năm á, thì cái đồng lương là thấp nhất. Như vậy thì ở đây các bạn thấy là cái biến số mà hồi nãy đây, cái biến số mà cái thời gian từ lúc mà tốt nghiệp tiến sĩ á, có lẽ là một yếu tố nhiễu, bởi vì cái biến số này nè, nó vừa có liên quan đến giới tính mà nó lại có liên quan đến cái salary. Thành ra bây giờ chúng ta thử hiệu chỉnh nó coi. Ok, bây giờ mình đưa vào một cái mô hình hồi quy tuyến tính, là mình nói rằng salary là một cái hàm số của giới tính và cái thời gian từ lúc tốt nghiệp tiến sĩ, đưa vô R, triển khai cho R. Thì bây giờ là rất thú vị các bạn, là đúng là nam vẫn cao hơn nữ, nhưng mà bây giờ chỉ số phi là nó là 0.09, tức là không có ý nghĩa thống kê. Nhưng mà cái thời gian từ lúc mà tốt nghiệp tiến sĩ rất ư là có ý nghĩa thống kê, chỉ số phi như các bạn thấy là nó là 16 số 0, rất ư là thấp. Như vậy thì trong trường hợp này là chúng ta phải nói rằng là không có sự mà phân biệt mà giới tính ở đây đâu. Well, với cái số liệu này chúng ta không kết luận được là có sự phân biệt giới tính ở đây, là bởi vì cái sự khác biệt giữa nam và nữ nó không có ý nghĩa thống kê, mà có lẽ là nó chịu sự chi phối hay là ảnh hưởng của cái thời gian từ lúc họ tốt nghiệp tiến sĩ. Tuy nhiên là nghe, các bạn cũng có thể nghĩ đến các biến số khác như là thời gian service, thời gian mà phục vụ, rồi discipline nhân nhân vậy nha. Nhưng mà ở đây á, là tôi chỉ muốn dùng cái ví dụ này để mà minh họa về cái biến gọi là confounder. Thì trong trường hợp này với các bạn thấy là year since the PhD nó là một cái biến confounder, tức là biến tôi nhiều. Các bạn cũng có thể làm simulation thì rất là dễ dàng, tức là làm mô phỏng. Ví dụ như đây là cái biến exposure là biến X, biến Y này là biến outcome, C là biến confounder. Các bạn làm nghiên cứu trên 10.000 người, mình cho một cái biến mà nhiễu này á, là tuân theo luật phân bố chuẩn, với mean, với trung bình là zero và độ lệch chuẩn là một. Mình cho là X này là có liên quan đến C, và mình cho C cũng có liên quan đến Y và liên quan đến X. Thì các bạn nếu nếu mà rồi mình tạo ra một cái dữ liệu, thì nếu mà các bạn fit, nếu mà các bạn fit cái mô hình mà Y là hàm số của X á, đây là cái mô hình sai. Bởi vì chúng ta biết Y á, là nó có liên quan đến X và liên quan đến C nữa. Nếu mà mình fit liên quan đến X xong á, thì cái hệ số mà liên quan đến X là 0.94. Nhưng mà nếu mà mình thêm cái biến C là đây là cái mô hình đúng nè, thì bây giờ là nó chỉ là 0.90 thôi, mặc dù nó vẫn là có ý nghĩa thống kê. Đó, như vậy thì các bạn thấy rằng với những cái công cụ như là R thì chúng ta có thể mô phỏng một cái mô hình mà có yếu tố nhiễu rất là dễ dàng, và mình có thể dùng cái này để mà giải thích cho các bạn đồng nghiệp và hiểu hơn về cái sự mà ảnh hưởng của cái yếu tố nhiễu. Nói tóm lại, cũng giống như là bias á, là tức là sai lệch á, thì yếu tố nhiễu nó cũng là một cái mối đe dọa lớn đối với các nghiên cứu mà quan sát. Nhưng mà nó khác với cái bias á, là bias thì mình không có cái mô hình thống kê nào để hiệu chỉnh được cả. Nhưng mà đối với confounder thì chúng ta có thể hiệu chỉnh bằng mô hình thống kê. Tất nhiên là mình chỉ hiệu chỉnh là những yếu tố nào mà mình có thôi. Chứ còn những cái yếu tố nào mình không có quan sát hoặc là mình không có đo lường đó, thì trong cái thuật ngữ tiếng Anh nó gọi là residual confounders, thì mình không có thể hiệu chỉnh được. Do đó là một lần nữa nó nói lên cái tầm quan trọng là nếu mà các bạn muốn có một cái nghiên cứu mà cho nó tốt, có chất lượng cao, thì mình phải suy nghĩ, mình phải đầu tư thời gian và công sức suy nghĩ về cái khâu mà thiết kế nghiên cứu, chọn đối tượng rồi đo lường các cái biến số làm sao mà để mình có đủ các cái biến nhiễu mà người ta không có phê bình mình được. Ok, thì bài giảng đến đây là coi như là tạm ngưng, và tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn trong một cái bài giảng kế tiếp. Bây giờ tôi sẽ ngưng thu hình thu âm ở đây.